rạng sáng ngày 18 tháng 6, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra đột xuất về công tác phòng chống dịch COVID-19 tại chợ đầu mối Bình Điền, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Tại chợ đầu mối Bình Điền, đoàn công tác đã trực tiếp đi kiểm tra tất cả các nhà lồng của chợ suốt hơn 2 giờ. Theo ghi nhận, Ban quản lý chợ đầu mối Bình Điền bố trí lực lượng kiểm tra khai báo y tế, đo thân nhiệt cho các tài xế xe tải, xe chở hàng ra vào chợ. Đối với người đi xe máy, bố trí một lối đi riêng, có trang bị hệ thống đo thân nhiệt tự động, giám sát qua màn hình. Kết thúc buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch Dương Anh Đức đánh giá, về cơ bản, Ban quản lý chợ đầu mối Bình Điền đã nghiêm túc thực hiện đầy đủ các quy định phòng chống dịch COVID-19. Chợ đầu mối Bình Điền đã có sự điều chỉnh kịp thời những tồn tại hạn chế so với lần kiểm tra hồi đầu tháng 5 năm 2021. Cụ thể, Ban quản lý chợ đã ứng dụng công nghệ hiện đại như thiết bị giám sát, nhận diện khuôn mặt, thiết bị đo thân nhiệt tự động từ xa thông qua hệ thống camera. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Ban quản lý chợ phải luôn luôn nhắc nhở người dân tuân thủ biện pháp 5K theo khuyến cáo Bộ Y tế.